Cuối tháng 6 năm 2008 vừa qua, công ty Hùng Phát tiếp tục cho ra đời sản phẩm thức uống tổng hợp protein 1 và protein 2. Đây là loại thức uống có chức năng hỗ trợ giảm cân an toàn và hiệu quả. Qua đó Hùng Phát cũng đã có thêm sản phẩm mới cung cấp cho thị trường thực phẩm và nước giải khát hiện nay. Đây là loại sản phẩm góp phần làm giảm nguy cơ thừa cân và béo phì, là những căn bệnh nguy hiểm của thời đại, là nguyên nhân dẫn đến nhiều căn bệnh khác có nguy cơ tử vong cao như tim mạch, huyết áp, tiểu đường. Để sản xuất được dòng sản phẩm protein, công ty Hùng Phát đã đầu tư 2 triệu đô la Mỹ xây dựng nhà xưởng mới và mua thêm 5 máy đóng gói tự động, mỗi máy 80.000 đô la Mỹ để sản xuất loại sản phẩm protein 1 và protein 2 phục vụ cho xuất khẩu. Protein 1 và protein 2 là sản phẩm hỗ trợ cho người béo phì trong giai đoạn giảm cân. Đây là thức uống tổng hợp với một số thành phần như chất đạm, sữa gầy, gạo lứt, rau xanh, vitamin E và C, hoàn toàn lấy từ thiên nhiên, không chứa chất béo, cung cấp đủ chất đạm, chất xơ và các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Đặc điểm của protein giúp giảm cân hiệu quả, an toàn nhưng vẫn đảm bảo cơ thể khỏe mạnh, tránh được sự mệt mỏi, thiếu chất dinh dưỡng thường gặp trong quá trình giảm cân. Ngoài ra, protein còn giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng và chống lão hóa. Chính vì vậy, tuy mới được sản xuất, protein 1 và protein 2 đã nhận được nhiều đơn đặt hàng từ một số nước. Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển thì đến nay Hùng Phát đã tạo dựng được một cái vị trí vững chắc trên thị trường trong và ngoài nước. Hàng trong nước thì tăng trưởng mạnh, xuất khẩu thì tăng 200% so với những năm trước. Thương hiệu Hùng Phát với trà Tâm Diệp và sắp đến là protein 1 và protein 2 đã được người tiêu dùng tín nhiệm. Trong những năm qua, công ty Hùng Phát đã nghiên cứu và sản xuất thành công nhiều sản phẩm độc đáo có chất lượng, không những cung cấp cho thị trường trong nước mà còn có giá trị xuất khẩu cao như các loại trà Tam Diệp, trà Lài, trà Thái Nguyên, trà Rong Biển, tim sen linh chi, hồng trà, hà thủ ô, atiso, hoa cúc, nhân sâm, hoa nghệ, lá sen, khổ qua, trái nhàu. Đây là các sản phẩm được chế biến từ các loại nguyên liệu rất sẵn có trong thiên nhiên, góp phần mang lại hiệu quả cao trong sản xuất của công ty.